Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 5, chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Thái Bình đã hoạt động trở lại và tuân thủ các quy định vì sức khỏe chung của cộng đồng. Các hộ nuôi cá lồng chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho lồng cá trước khi mùa mưa bão đến. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 6 Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái Bình đã diễn ra an toàn, đúng luật và chất lượng. Tỷ lệ cử tri đi bầu toàn tỉnh đạt 99,5%, trong đó 541 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 312 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần. Trong khi đó, số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đã bầu được là 6.465 đại biểu, còn thiếu so với quy định. Do đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình ấn định ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 6 năm 2021 sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận đánh giá cao các cấp các ngành đã quán triệt đồng bộ, nghiêm túc, triệt để các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cho cuộc bầu cử. Thông qua cái việc lãnh đạo chỉ đạo thì tạo ra sự đồng thuận, thống nhất, hào hứng phấn khởi của các tầng lớp nhân dân, của cử tri trong toàn tỉnh, và chúng ta bước vào cái cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 với tinh thần là thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo một cái khí thế rất là nô nức, phấn khởi, hào hứng của toàn thể cử tri trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thứ nhất là tỷ lệ cử tri của chúng ta đi bầu thì đạt tỷ lệ cao, chúng ta được 99,5%, cao hơn cái tỷ lệ cử tri đi bầu của nhiệm kỳ 2016-2021. Thứ hai nữa là kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì nó đã phản ánh rõ cái sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri toàn tỉnh trong ngày bầu cử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này đã thành công, tình hình dư luận sau bầu cử rất tốt. Cử tri và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao cuộc bầu cử diễn ra khách quan, đúng quy định, số đại biểu được bầu, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Đồng chí giao Sở Nội vụ tiếp tục kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, trên cơ sở đó xác nhận tính đúng đắn, chính xác kết quả bầu cử, hoàn thiện tài liệu, thủ tục biên bản của các đơn vị bầu cử trình Ủy ban Bầu cử tỉnh để gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia đúng thời gian quy định. Giao các huyện, thành phố hướng dẫn trình tự thủ tục xác nhận và công bố đối với kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Yêu cầu các huyện, thành phố chuẩn bị tốt và tổ chức thành công việc bầu thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo hiệu quả, đúng luật. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ sớm tham mưu kế hoạch về tổng kết bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Giao ban thi đua khen thưởng tổng hợp đánh giá, phân tích hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị để đề xuất biểu dương khen thưởng kịp thời. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất xác nhận kết quả bầu cử. Sau đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình trân trọng giới thiệu danh sách 62 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 1 gồm 16 xã, thị trấn của huyện Hưng Hà, có 4 đại biểu trúng cử: ông Nguyễn Văn Giang, ông Nguyễn Trọng Lộ, bà Thái Thị Thu Hường, ông Trần Văn Toản. Đơn vị bầu cử số 2 gồm 19 xã của huyện Hưng Hà có 4 đại biểu trúng cử: ông Phạm Văn Soi, ông Lê Hồng Sơn, bà Đinh Thị Hoàn, ông Trần Văn Trà. Đơn vị bầu cử số 3 gồm 19 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ có 4 đại biểu trúng cử: ông Vũ Xuân Hùng, ông Hoàng Thái Phúc, ông Đặng Văn Đằng tức Đặng Công Đằng, ông Bùi Xuân Vinh. Đơn vị bầu cử số 4 gồm 18 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ có 4 đại biểu trúng cử: ông Nguyễn Văn Nhiễm, bà Trần Thị Bích Hằng, bà Đinh Thị Hồng Thái, bà Đặng Thị Chiên.
Đơn vị bầu cử số 5 gồm 19 xã của huyện Đông Hưng có 4 đại biểu trúng cử: bà Hà Thị Lan Anh, bà Bùi Thị Hiển, ông Ngô Khắc Thành, bà Nguyễn Thị Phượng. Đơn vị bầu cử số 6 gồm 19 xã thị trấn của huyện Đông Hưng có 4 đại biểu trúng cử: ông Phạm Văn Hằng, ông Trần Hữu Hiệp, ông Đặng Võ Luyện, bà Vũ Thị Huyền. Đơn vị bầu cử số 7 gồm 18 xã của huyện Thái Thụy có 4 đại biểu trúng cử: ông Phạm Văn Trung, ông Nguyễn Quốc Vương, bà Phan Thị Thủy, ông Vũ Đức Then. Đơn vị bầu cử số 8 gồm 18 xã thị trấn của huyện Thái Thụy có 5 đại biểu trúng cử: ông Nguyễn Xuân Khánh, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, bà Phạm Thị Như Phong, ông Nguyễn Như Quang, ông Lê Văn Khoa. Đơn vị bầu cử số 9 gồm 15 xã thị trấn của huyện Tiền Hải có 3 đại biểu trúng cử: bà Ngô Thị Kim Hoàn, ông Tô Quý Bôn, ông Nguyễn Mạnh Tường. Đơn vị bầu cử số 10 gồm 17 xã của huyện Tiền Hải có 4 đại biểu trúng cử: ông Trần Kim Kiên, tức Trần Trung Kiên, ông Vũ Văn Hướng, tức Linh Mục Vũ Văn Hướng, ông Bùi Văn Sơn, bà Nguyễn Thị Xuyến. Đơn vị bầu cử số 11 gồm 15 xã của huyện Kiến Sương có 3 đại biểu trúng cử: ông Vũ Ngọc Trì, ông Phạm Viết Phương, ông Nguyễn Đức Tâm. Đơn vị bầu cử số 12 gồm 18 xã thị trấn của huyện Kiến Sương có 4 đại biểu trúng cử: ông Phan Văn Dương, ông Phạm Đồng Thụy, ông Lê Văn Thế, bà Đặng Thị Thu Hằng. Đơn vị bầu cử số 13 gồm 16 xã thị trấn của huyện Vũ Thư có 4 đại biểu trúng cử: ông Đặng Thanh Giang, ông Nguyễn Quang Hòa, tức Thượng Tọa Thích Thanh Hòa, bà Nguyễn Thị Lụa, bà Đỗ Thị Lý. Đơn vị bầu cử số 14 gồm 14 xã của huyện Vũ Thư có 4 đại biểu trúng cử: ông Vũ Văn Định, ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Lê Nguyên Hoài, ông Đào Đức Hưng. Đơn vị bầu cử số 15 gồm 11 phường xã của thành phố Thái Bình có 4 đại biểu trúng cử: ông Nguyễn Tiến Thành, ông Đinh Gia Dũng, ông Nguyễn Ngọc Dư, ông Vũ Mạnh Hòa, tức Vũ Mạnh Hoàn. Đơn vị bầu cử số 16 gồm 8 phường xã của thành phố Thái Bình có 3 đại biểu trúng cử: ông Nguyễn Khắc Thận, bà Nguyễn Thị Hường, ông Phan Văn Báu. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Thái Bình trong ngày hôm nay. Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ ngày hôm nay 30 tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm sàng lọc được 1.326 mẫu, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh đã có 6 thôn gồm Đông Hòa, Nam Bình và Bắc Thuận thuộc xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, thôn Hưng Đạo và thôn Việt Nam Hòa, xã Bình Minh, huyện Kiến Sương được gỡ bỏ phong tỏa. Người dân tiếp tục duy trì sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu kép tại địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thái Bình, để chủ động đánh giá nguy cơ xâm nhập dịch ở các nhóm đối tượng có nhiều nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch kịp thời hiệu quả, Sở Y tế Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai lấy mẫu xác suất xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên 6 nhóm đối tượng trọng điểm có nhiều nguy cơ có thể phơi nhiễm với SARS-CoV-2. Trong đó, nhóm 1 gồm người làm công tác bầu cử, thành viên của các tổ bầu cử trên toàn tỉnh, tổ bầu cử tại các tổ dịch phải phong tỏa của các địa phương. Ban chỉ đạo bầu cử các cấp đã lấy được 1.760 mẫu, trong đó 1.387 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 373 mẫu đang thực hiện xét nghiệm. Nhóm 2, người trực tiếp làm việc tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, thành phố đã thực hiện được 50 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2. Nhóm 3, người làm việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng tại các siêu thị, nhà hàng, chợ và có sự giao lưu lớn. Nhóm 4, người quản lý và chuyên gia của các doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc, giao thương với khách hàng thực hiện được 436 mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Nhóm 5, người quản lý, lái xe, phụ xe của các đơn vị vận tải thường xuyên tham gia vận tải hành khách ra vào tỉnh Thái Bình thực hiện được 571 mẫu, đang chờ kết quả xét nghiệm. Nhóm 6, cán bộ, bệnh nhân ở các khoa trọng điểm có nhiều nguy cơ của cơ sở y tế đã thực hiện được 3.473 mẫu, đều âm tính với SARS-CoV-2. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, số mẫu xét nghiệm đã thực hiện ở 6 nhóm đối tượng này là 6.290 mẫu, trong đó 5.346 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 944 mẫu đang thực hiện xét nghiệm. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện và hoàn thành trước ngày 1 tháng 6 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 có công văn gửi Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình về việc kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai ngay một số biện pháp cấp bách như sau. 1. Thông tin đến người dân trên địa bàn tỉnh có người thân đang sinh sống, công tác, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh không di chuyển về Thái Bình để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng. Trong trường hợp đặc biệt bất khả kháng phải về Thái Bình, người về phải thực hiện khai báo y tế trung thực cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. Nếu người về từ vùng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày theo hình thức tự trả phí. Nếu người về từ vùng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 21 ngày. Mọi trường hợp không khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 2. Tất cả những người đến từ, đi qua thành phố Hồ Chí Minh về Thái Bình kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2021 đến nay phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đề nghị các địa phương, đơn vị có những biện pháp nắm bắt thông tin, kiểm soát chặt chẽ người về địa bàn, thực hiện phòng chống dịch phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Thái Bình đã hoạt động trở lại và tuân thủ các quy định vì sức khỏe chung của cộng đồng. Không chỉ trong đợt dịch mới đây, mà từ những đợt dịch trước, cửa hàng ăn sáng này đã chủ động đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ phòng chống dịch. Dung dịch, vệ sinh tay, khẩu trang đều được chuẩn bị để phục vụ khách hàng. Bàn cách bàn là 2m, người cách người 1m. Với công suất bình thường của nhà tôi là khoảng 40 người một lần. Thì bây giờ chỉ dùng khoảng được 15-20 người một lượt ăn thôi. Khách đông thì bán mang về lại ship tận các cái cơ quan, các thứ là cũng còn nhiều. Thời gian giãn cách xã hội tạo áp lực không nhỏ về tài chính với các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thế nhưng, đa phần đều xác định đây là khó khăn chung và họ sẵn sàng tuân thủ quy định vì sức khỏe của cộng đồng. Những cái quán nào mà đảm bảo cái yêu cầu về chống dịch ấy, thì mình mới đến ăn. Và các quán ăn thì mình luôn luôn thực hiện sát khuẩn tay trước khi ăn, thực hiện đúng cái biện pháp chống dịch theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cũng như cả cộng đồng. Thái Bình đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch COVID-19, song để duy trì kết quả này, không để dịch bùng phát, lây lan, rất cần sự vào cuộc của mỗi người dân từ những hành động nhỏ nhất trong phòng chống dịch. Đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, huyện Thái Thụy đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành chức năng rà soát kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt để tạo chuyển biến mạnh mẽ về sản xuất công nghiệp của huyện. Phối hợp thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Xuân Hải, khu công nghiệp Thụy Trường, triển khai thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp Thụy Văn gắn với quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Trà Linh, Thụy Sơn, ưu tiên lựa chọn thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động và không gây ô nhiễm môi trường vào các cụm điểm công nghiệp nhằm hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ và hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công, phát triển nghề và làng nghề, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, phát triển thị trường và đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thường xuyên cho hơn 4.000 công nhân đang làm việc, chính là chìa khóa mở để công ty trách nhiệm hữu hạn TAV duy trì ổn định sản xuất trong thời điểm hiện nay. Không khí làm việc tại các phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn TAV những ngày này diễn ra rất khẩn trương. Từng công đoạn trong quá trình sản xuất đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo thời gian giao hàng với các đối tác đã được ký kết. Song song với đó, mạng lưới an toàn trong vấn đề phòng chống dịch bệnh được chú trọng khi người lao động được đo thân nhiệt thường xuyên tại mỗi tổ. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã xác lập xong đơn hàng xuất khẩu đến hết năm, người lao động cũng vì thế mà yên tâm sản xuất. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi tạo đà để công ty duy trì tăng trưởng bền vững. Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, nhiều giải pháp đang được Thái Bình triển khai, trong đó xây dựng các tuyến đê kiểu mẫu với phương châm người dân cùng tham gia quản lý và bảo vệ đê điều. Từ năm 2016 đến nay, Thái Bình triển khai xây dựng được gần 40 km đê đạt tiêu chí tuyến đê kiểu mẫu. Những tuyến đê kiểu mẫu được xây dựng không chỉ đảm bảo an toàn chống bão lũ mà còn là những công trình văn hóa xanh sạch đẹp. Người dân không còn vứt rác đổ phế thải bừa bãi trên mái đê,
không lấn chiếm và tự giác giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn đê. Từ đó góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật đê điều. Từ nay đến năm 2025, Thái Bình phấn đấu xây dựng thêm 20 km đê kiểu mẫu và thêm nhiều hạt quản lý đê điển hình để tăng cường khả năng chống bão lũ của hệ thống đê, kết hợp cải tạo cảnh quan môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, nghề này cũng đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Do vậy, rút kinh nghiệm từ những thiệt hại của nhiều năm trước, người nuôi cá lồng đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng cá. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Vũ Thư. Bài học từ thiệt hại hàng chục tỷ đồng do ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2016, ông Phạm Đình Triều, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư giờ đây luôn chủ động triển khai mọi phương án để bảo vệ lồng cá ngay từ đầu mùa mưa bão. Từ mua thêm dây thừng, mỏ neo, các vật liệu khác để gia cố lồng, các thành ngăn giữa các lồng nuôi. Xem tất cả các dây đậu rồi dây neo rồi là chằng buộc lại. Chỗ nào cần bổ sung thì cũng sẽ bổ sung thêm để cho nó chắc chắn để bảo đảm cái những cơn bão mà nó về nó không ảnh hưởng đến khu vực chăn nuôi của mình. Lợi thế của nuôi cá lồng trên sông chính là nguồn nước luôn lưu thông, ít bị ô nhiễm nên có thể nuôi cá với mật độ cao. Mỗi lồng nuôi được từ 2.000 con trở lên. Do vậy trong mùa mưa bão, nếu lơ là chủ quan, không cố định khung lồng cẩn thận sẽ bị dòng nước cuốn đi. Tất cả dây cáp neo là cứ trung bình một lồng là sẽ có 2 dây cáp neo vào bờ. Đấy, toàn bộ khu. Đấy thì cái kinh nghiệm thứ hai nữa là anh em ở đây là sẽ điều tiết cái thời gian thả. Ví dụ như những cái lồng này là khi đến khoảng 2 tháng nữa là chúng tôi đã bắt đầu thu hoạch rồi. Thì đến khi vào cao điểm mùa lũ là chúng tôi đã thu tỉa, gọi là thu bớt đi. Thì khi đã đến mùa lũ thì nó cũng sẽ giảm dần được cái giảm bớt được cái rủi ro. Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, theo khuyến cáo của ngành chức năng, các lồng cá phải được neo cẩn thận với cọc cố định trên bờ. Khi có diễn biến xấu về thời tiết, có thể di chuyển về vị trí gần bờ, tránh bị trôi khi nước chảy xiết. Trong trường hợp không thể di chuyển được, thì người nuôi có thể hạ độ sâu của lồng để giảm bớt tác động của sóng gió. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, tỉnh đoàn Thái Bình khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. Công trình thanh niên này cũng là khởi động cho chuỗi các hoạt động vì an sinh xã hội ngày Chủ nhật xanh hè năm 2021 của đoàn thanh niên các cấp tỉnh Thái Bình. Vốn là cựu thanh niên xung phong, tuổi đã cao và sống neo đơn. Căn nhà cũ mục nát khiến cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà Trần Thị Liên gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm của đoàn thanh niên các cấp đã kêu gọi được các nhà hảo tâm quan tâm thi công, tu sửa lại ngôi nhà 40m² cho bà. Sự quan tâm ủng hộ này sẽ là nguồn động lực lớn để bà Liên vơi bớt khó khăn. Các hàng quán kinh doanh trở lại, nhưng đáng chú ý là nhiều cơ sở kinh doanh và một số chợ cóc lại vi phạm các quy định về giao thông khi bày bán tràn lan ra vỉa hè và lòng lề đường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Đông Hưng. Dọc theo tuyến quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, nhiều hàng quán bày bán tràn lan ra vỉa hè. Những tấm biển quảng cáo đặt thành một hàng dài trên vỉa hè và lề đường. Khu vực ngã ba thuộc địa phận xã Đông La, một chợ cóc ngang nhiên hoạt động sát cạnh đường quốc lộ 10. Mặc cho xe container, xe tải đi lại, người bán vẫn cứ bán, người mua vẫn cứ mua, ngay dưới lòng lề đường. Địa phận xã Đông Xuân, người đi bộ chẳng còn chỗ đi lại bởi những hàng xe dài như thế này đỗ dưới lòng đường. Những chiếc ô dù che nắng, những chiếc xe bán hàng rong đậu kín hai bên lòng đường. Tình trạng vi phạm giao thông, lấn chiếm lòng lề đường như thế này tiếp diễn trong nhiều tháng nay, gây nên những nguy hiểm khó lường cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.